Bạn đã biết quy trình làm ra một cái bánh mì bằng lò than chưa? Dù là bằng lò gì chúng ta cũng cần phải chuẩn bị bột làm bánh gồm bột mì và men. Đáng lý sau khi trộn xong nguyên liệu thì phải tới công đoạn nhào nặn, nhưng nhân vật chính của chúng ta hôm nay lại cứ thế đem đi ủ bởi vì loại bột này rất khó nhào và lâu mịn. Đợi đến khi bột nở ra gấp đôi thì đem ra làm mỏng, cuộn lại thành hình rồi nướng ở 200 độ. Muốn bánh ngon thì phải duy trì nhiệt độ này cho đến khi lấy bánh ra khỏi lò, nên cô thường không dùng cái lò nướng này vào mùa đông do trời rét sẽ làm bánh giòn không đều. Nhìn xem chỉ là một cái bánh thôi mà nhân vật của chúng ta đổ thật nhiều mồ hôi, rồi nước mắt cứ như món bánh mì Việt Nam ngon nhất trong lòng tôi vậy. Komoji là một khu định cư nhỏ nằm ở một ngôi làng vùng Tohoku, một nơi hẻo lánh không có cửa hàng và chỉ có thể mua đồ ở một siêu thị hợp tác xã của các nông dân trong vùng hoặc cửa hàng ở thành phố trung tâm. Đường tới thành phố trung tâm đa phần là dốc xuống nên đi đạp xe chỉ mất 30 phút, tuy nhiên khi về thì không biết phải mất bao lâu, và trong những ngày mùa đông vì trời tuyết nên phải mất 1 tiếng rưỡi đi bộ. Nhân vật chính của chúng ta là Ichiko thường sẽ dành nguyên cả một ngày cho mỗi lần đến đó. Nói về độ ẩm ở Komoji, Ichiko tưởng như có thể bơi xung quanh nếu mang theo đôi váy cá bởi độ ẩm phải đến 100%. Một ngày của Ichiko bắt đầu từ việc ra đồng nhổ cỏ. Cô cảm thấy cỏ dại trên đồng có một sức sống rất mạnh mẽ tới mức chỗ cây ngải cứu cô mới nhổ hôm qua thôi nay nó đã đâm chồi mới, và để đảm bảo những cây lúa được phát triển khỏe mạnh cô buộc phải vất và tiêu diệt lũ cỏ này. Khi về đến nhà Ichiko bực dọc vì độ ẩm khiến cho quần áo chẳng bao giờ khô, đến cả cái muôi gỗ cũng bị lên mốc, do đó cô quyết định nhóm lửa. Đốt lửa trong lò có ống khói làm cho độ ẩm giảm đi khiến căn phòng khô ráo hơn, nên dù có nóng chút cũng tốt hơn là mọi đồ vật sẽ bị sự ẩm ướt này làm cho lên mốc hết. Sẵn có lửa nên Ichiko quyết định làm một cái bánh mì bằng một loại bột có sẵn mua ở siêu thị. Ở đây do người dân không thể sản xuất lúa mì vì điều kiện thời tiết không thích hợp nên họ không có bột. Khi chiếc bánh được mang ra lò trông thật ngon miệng làm sao, và để bữa ăn thêm trọn vẹn cô quyết định bất chấp thời tiết xấu ra ngoài hái vài quả dâu tằm. Hôm nay Ichiko mang cả máy nhổ cỏ ra tiêu diệt bọn cỏ dại đáng ghét kia, nhưng dù gì vẫn phải nhổ lại bằng tay vì máy không loại bỏ hoàn toàn cỏ và đặc biệt là ở quanh gốc lúa. Cái không khí ẩm mốc này làm nảy sinh một thứ khiến cô bực mình nữa là lũ mỏng cứ bay quanh, do vậy cô quyết định làm món komesa qua một loại nước từ cơm rượu. Để làm món này đầu tiên chúng ta phải nấu cơm nhưng không khô như thông thường mà hơi nhão rồi trộn mốc gạo cô ghi vào, sau đó để cho nó lên men tự nhiên, qua một đêm Ichiko đẩy nhanh quá trình bằng cách cho thêm men làm bánh mì vào và tiếp tục ủ cho đến khi hỗn hợp nổi bọt lên. Sau đó cô lược ra dây lấy phần nước đổ vào một cái chai và đem bỏ tủ lạnh. Sau khi ra đồng cắt cỏ mệt mỏi trở về làm một cốc komesa qua khiến bản thân cảm thấy vô cùng sảng khoái. Do nấu hơi nhiều nên tối đó cô đã gọi Iuta, một cậu bạn nhỏ hơn cô 2 tuổi sang uống cùng. Ichiko từng sống một thời gian cùng bạn trai ở thành phố, nơi có cây nhót với thứ quả lúc còn non thì chua và đắng, khi chín thì ngọt nhưng nhân nhất. Thế bạn trai có thể với tới hái quả khiến cô cảm thấy rất không can tâm. Bản thân là người lớn lên ở miền núi nên thể lực là thứ cô tự hào nhất. Thế mà lúc mình không với được quả thì người khác lại làm được, rồi chuyện tình yêu cũng nhạt dần. Cô trở về Komoji và giờ đây lại đến mùa nhót. Nhìn thấy những quả nhót chín đỏ mọng rơi rụng, cô cảm thấy rất tiếc nên lần này quyết định thử làm mứt. Công đoạn mất nhiều thời gian nhất chính là loại bỏ hạt nhót, sau đó thì cho đường và với lượng bằng 60% khối lượng quả vì cô không muốn mứt quá ngọt. Lúc đang làm đột nhiên cô lại nghĩ đến bạn trai cũ, cảm thấy cứ như bản thân đang làm mứt cho anh ấy vậy rồi tự mình cảm khái bản thân quá khờ. Đang lúc mứt sôi cô suy nghĩ có nên bỏ thêm đường không, so với 60% đường mứt khá là chua. Thế nhưng hỗn hợp đã đặt lại trước khi cô quyết định chuyện gì, nếu nhỏ thử nước vào mứt mà thấy nổi bọt khí tức là đã được rồi. Ichiko nhìn thành phẩm với màu hồng đậm trông cảm thấy rất thành công và bỗng nhiên nghĩ về lời mẹ từng nói rằng việc nấu ăn như tấm gương phản chiếu suy nghĩ con người nên phải tập trung vào. Hôm sau cô mở một lọ mứt ăn cùng với bánh mì nướng, vị của nó khá chua và đắng nhưng cô vẫn ăn một cách ngon lành. Trong khoảng thời gian này, cà rốt, cần tây và rau thơm được mùa nên vào mỗi năm cô thường làm sốt đặc biệt, đầu tiên là thái nhỏ cà rốt cùng gừng, tiêu và lá cần tây. Tiếp đó cô bỏ đinh hương con bu vào một nồi nước bằng thép không gỉ, thêm ít hạt tiêu đen tứ xuyên ngâm rượu mirin, lá nguyệt quế cùng lá ngải đắng, cỏ xạ hương và rau củ đã thái rồi đun thêm một tiếng. Sau đó cô thêm vào vài muỗng mứt còn dư và các gia vị khác rồi dùng vải vắt lấy nước bỏ vào lọ để ăn dần. Với cô mà nói loại sốt này là thứ nước chấm được làm tại nhà từ nước tương, nhưng sau này lại thấy nó được bán đại trà trong cửa hàng khiến cô rất ngạc nhiên và bất ngờ hơn là khi biết sốt nhà mình làm là mô phỏng từ đây. Tuổi thơ rất quan trọng với chúng ta, những thứ ta tin lúc nhỏ thường rất khó thay đổi. Ichiko giờ đây vẫn thường nói ếch ngồi dạ dày hơn là ếch ngồi đáy giếng do mẹ cô từng đùa như vậy, hay việc cô vẫn thường dùng sốt đặc biệt cho việc nấu ăn, nhưng khi ăn vẫn phải dùng thứ sốt tự làm. Bởi vì mẹ thường hay đùa với cô lúc nhỏ mà giờ đây cô vẫn luôn nghĩ hẳn vẫn còn nhiều ngộ nhận nữa mà mình chưa nhận ra, và cũng vì thế mà cô luôn cảm thấy không ổn về mọi thứ trừ những điều tự nhận ra. Vào mùa thu, Ichiko đi nhặt hạt rẻ để làm món Nutella bằng cách rang hạt.
xay nhuyễn rồi khuấy đều trên bếp cùng một cacao và một ít dầu ăn. Ban đầu cô cứ tưởng nó là một món đặc biệt của mẹ, nhưng sau này cô mới biết về thương hiệu Nutella, một loại sô-cô-la hạt rẻ bán rộng rãi. Nơi Ichiko ở lúc này là một căn nhà lọt giữa khe suối, cánh rừng và đồng ruộng nên hay có những vị khách ghé thăm lúc tối. Đó là bướm đêm đuổi theo bọ cánh cứng hay đom đóm cùng cú mèo và đôi khi có cả gấu. Hai bên bờ dòng suối mọc đầy mizu, một loại nguyên liệu làm thức ăn trong suốt mùa thu của Ichiko. Sau khi tước vỏ rồi trụng sơ thân, cô đã có món ohitashi hoặc trộn với suke mono ăn rất ngon. Ta cũng có thể nghiền nhỏ phần đỏ của rễ rồi lấy hết nhất ra sẽ có món mizu to do do, đem trộn với miso cùng giấm, nước tương hay mirin ăn với cơm nóng rất ngon. Ngoài làm vườn đôi khi Ichiko nhận công việc chuyển cá hồi từ trại giống cùng Iuta. Cô vẫn luôn nghĩ trường học sẽ khiến Iuta rời đi, nhưng kế hoạch của cậu lại là kiếm một nghề để sống tại Komoji. Cậu nói rằng mình ghét những người luôn tỏ ra cao quý nhưng lời nói thì sáo rỗng, chỉ biết bóc lột sức lao động của người khác để kiếm lời. Từ khi chia tay bạn gái, cậu nhận ra con người ở Komoji rất đáng khâm phục vì lời nói của họ luôn có giá trị. Nghe những lời này, Ichiko ngưỡng mộ Iuta, cậu dám trở về Komoji để đối mặt với số phận trong khi cô thì để trốn tránh. Ichiko cảm thấy cà chua là một loại cây rất mạnh mẽ khi có thể nảy mầm dù bị vùi lấp hay chỉ từ một đoạn cành rơi xuống đất. Tuy nhiên, cà chua cũng rất mỏng manh khi đối mặt với thời tiết mưa liên tục, chúng sẽ bị héo úa và chết đi. Ichiko rất thích cà chua, cô thường khứa hai đường ở phần cuống rồi đem đi trụng sơ, sau đó thì bóc vỏ một cách dễ dàng rồi bỏ vào hũ đun cách thủy để bảo quản. Cô nghĩ mình không thể sống thiếu cà chua, nhưng với thời tiết ở Komoji thì việc trồng chúng khá khó khăn. Cách tốt nhất là trồng cà chua trong nhà kính. Cô cứ mãi trần chứ không làm vậy vì cảm thấy nếu xây nhà kính thì bản thân sẽ ở mãi nơi này mất. Sâu thẳm trong tâm hồn cô gái trẻ, Ichiko vẫn luôn muốn một ngày nào đó rời đi. Cô xem Komoji như một chốn dừng chân, một nơi trú ngụ khi muốn trốn chạy. Qua một thời gian chúng ta nhìn lại, Ichiko thấy cô đã cắt tóc ngắn ngang vai. Hôm nay bác đưa thư đến đưa cho cô những hóa đơn và hỏi cô đã có tin tức gì từ mẹ chưa, thì ra 5 năm trước mẹ Ichiko đã đột ngột bỏ đi. Vào mùa thu hoạch lúa, Ichiko sẽ đi tìm những quả akebi và sự tìm kiếm này như một cuộc chiến giữa chim chóc, con người và mông thú, vì chúng chẳng bao giờ đủ cho tất cả. Những quả akebi thường ở khá cao nên phải trèo lên hái, và việc này luôn là một kỷ niệm đáng nhớ của cô cùng người bạn kích cô. Khi hai người đang cùng ăn thứ quả thơm ngon này thì Ichiko đột nhiên muốn ăn luôn cả phần vỏ. Thế là cô cắt phần vỏ thành những miếng vừa ăn rồi cho vào cùng hỗn hợp thì là tỏi băm cùng hành lá và cà chua thêm xíu bột cà ri. Đôi khi cô cũng nhồi thịt băm vào những vỏ akaki để ủ cho lâu. Lúa sẽ được tung mình lên không hai lần trong đời, một là lúc gieo và hai là khi gặt. Khi lúa chín vàng chúng sẽ được cắt gom lại thành từng bó rồi chất thành đống giữa những cánh đồng. Mỗi mùa gặt, Ichiko sẽ chuẩn bị cơm quả óc chó từ gạo của năm trước để lại. Công cuộc nhặt quả óc chó cũng là một trận chiến tranh giành giữa con người và thú. Sau khi nhặt xong, cô đem chôn xuống đất đến khi chúng giã ra và đen đi thì mới đem rửa sạch phơi khô để dự trữ cho nhiều năm. Vỏ của loại quả này rất cứng nên khó bóc, cô phải đem răng lên và dùng búa để đập cho vỡ. Sau đó, Ichiko tỉ mỉ tách lấy phần thịt đem giã nhuyễn rồi trộn với gạo đã vo, thêm một ít rượu sách và nước tương đem nấu chín là đã hoàn thành món cơm quả óc chó. Đang làm việc thì bà của Keiko mang đến cho cô nho và dưa gang. Khi bà nhìn những đống lúa của cô thì bảo nếu đem đi cho những người từng quan tâm cô ở thành phố thì hẳn họ sẽ rất vui. Nghe vậy, Ichiko có chút buồn bảo chẳng có ai cả rồi tiếp tục làm việc. Hôm nay Ichiko cùng Iuta câu cá hồi và cô quyết định làm món cá rán nan banzuke. Đầu tiên cô moi ruột, rửa sạch cá rồi lăn qua bột và đem trên giòn. Phần nước sốt là hỗn hợp giấm, đường cùng nước tương đem đun sôi với một ít ớt. Món này có thể ăn ngay 1 đến 2 tiếng sau đó hoặc để qua ngày vẫn rất ngon. Khi cây úa vàng thì mứt hạt rẻ trở nên phổ biến. Chúng được làm từ những hạt rẻ được bóc vỏ, ngâm qua đêm với cho vào baking soda. Hôm sau thì đem những hạt này đun lửa nhỏ, nhìn màu nước khá là đen và có vị đắng. Ichiko cứ 30 phút thay nước một lần cho đến khi loại bỏ được vị đắng và nước trông trong hơn. Sau đó cho 60% đường so với lượng hạt rẻ rồi đun lên, sẽ thơm hơn nếu cho rượu vào trước khi tắt bếp. Hôm nay là ngày Ichiko cùng những bà cô hàng xóm tụ tập tám chuyện này chuyện kia. Mùa khoai năm nay không tốt như năm trước dù rằng cô vẫn làm giống vậy. Komoji không phải là vùng đất thích hợp trồng khoai lang và cả khoai sọ, bảo quản chúng cũng khá khó khăn. Để giữ khoai lang được lâu, Ichiko đã đem đi hấp rồi sắt lát và đem đi phơi khô. Những miếng khoai đem đi nướng lên rất thơm ngon. Với khoai sọ thì cô gói nguyên củ lại và cất gần ống khói vì chúng chịu lạnh kém. Tại Komoji thì những con vịt được họ nuôi và thả vào ruộng để chúng ăn cỏ cùng sâu bọ, bùn nổi lên khiến cho cỏ dại chậm phát triển và phân của chúng rất tốt cho lúa. Chính vì vậy mà người dân ở đây thường không muốn giết hay làm đau chúng. Thế nhưng Ichiko là một người háu ăn nên đôi khi cô đã giết vịt, đầu tiên là mài dao rồi cắt tiết, sau đó trụng nước sôi và vặt lông thật kỹ, đem vịt hơ qua lửa đỏ để cháy xém những cọng lông nhỏ.
tiếp đó là mổ thịt, lấy lòng và rửa sạch. Miếng thịt vịt được Ichiko khứa ra rồi bỏ vào một cái chảo nóng không dầu. Một lát sau mỡ tự tiết ra làm chín vàng miếng thịt, phần da là nhiều mỡ nhất và để loại bỏ nó tốt nhất nên nướng trên than đỏ. Phần gan cùng tim vịt thì chiên áp chảo với mirin, nước tương với gừng và ớt, mề cắt mỏng làm sashimi rất ngon. Lần đầu tiên Ichiko giết vịt đã bỏ chúng vào bao măng về với cảm giác nặng nề, nhưng vì thịt vịt rất ngon nên cô vẫn cứ thỉnh thoảng giết chúng. Vào những sáng sương giá, Komoji bị bao phủ bởi khói trắng như khói từ trại nấm, cũng giống với khói từ bếp lò hay từ đốt chấu làm than bón đất. Sau khi rải một lớp than chấu thì Ichiko gieo hạt cà rốt xuống. Khi cà rốt nảy mầm thì cần phải tỉa bớt rễ vì nếu không chúng sẽ dẫm lên nhau, nhưng mẹ cô lại bảo phải để chúng nó đấu tranh sinh tồn. Những cây cà rốt được vừa cứng vừa dai là đối tượng cần được làm nhỏ rễ trước, nhưng mẹ cô cứ để như vậy và biện minh rằng như thế chúng mới phát triển được. Ban đầu cô cũng tin và rồi khi nhìn đám cỏ dại mọc đầy thì biết mẹ chỉ bao biện mà thôi. Ichiko dành nguyên một năm để trồng đủ thứ rau. Khi chúng lớn lên cô hái đem đi rửa sạch rồi cắt khúc xào lên. Dù có cho thêm hành gừng, nước tương hay cả thịt thì vị vẫn không ngon bằng của mẹ. Một ngày khi đang lột sớ cần tây thì đột nhiên Ichiko nảy ra ý tưởng. Cô cho thêm cần tây vào và lần này hương vị đã giống nhau. Lúc này cô mới nhận ra rằng mẹ cô mỗi lần chế biến món ăn đều kỳ công như vậy. Người lười biếng là cô mới đúng. Hôm nay bác đưa thư đến nhưng không chỉ đưa cô những hóa đơn mà có một bức thư của mẹ. Đến cuối cùng thì tôi cũng không biết nội dung bức thư đó là gì. Tôi cũng không biết được lý do tại sao mẹ Ichiko lại bỏ đi. Nhưng dù sao thì cô cũng đã đợi được tin tức của người thân. Đây là một bộ phim có thể nói là tự chuyện của một cô gái đã mệt mỏi với cuộc sống vội vã tại thành phố mà trở về quê để tìm một chốn bình yên. Dù rằng không có bàn tay gia đình ôm cô vào lòng nhưng cô cũng đã sống rất tốt với thiên nhiên vùng Komori và người dân nơi đây. Bộ phim không chỉ kể về một nhân vật riêng biệt, mà đó chính là hình ảnh của nhiều bạn trẻ cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống vội vàng muốn tìm về một chốn bình yên. Nhưng điều này không có nghĩa là bỏ cuộc mà chỉ là nghỉ ngơi, để rồi một ngày nào đó quay trở lại tiếp tục chiến đấu như cách Ichiko vẫn luôn. Không làm nhà kính dù rằng rất thích cà chua. Đã bao giờ bạn nghĩ tới cảnh bỏ phố về quê trồng rau nuôi cá như Denvo đã từng hát chưa? Nơi vùng quê yên ả đầy thân thương, trước hiên nhà là dàn hồng treo gió thơm ngát mùi, những món ăn tuổi thơ muốn kiếm cũng khó tìm lại, hay cả những củ khoai lang nóng thơm phức ăn trong cái lạnh mùa đông. Nhưng dũng khí ở đâu để ta có thể bỏ đam mê, bỏ cả hoài bão để về quê thì tôi sẽ cho bạn theo chân cô nàng này đây. Ngày Ichiko nhận được bức thư đầu tiên của mẹ sau nhiều năm bà rời đi cũng là lúc kết thúc mùa thu. Cô vẫn ở tại Komoji, một khu định cư nhỏ nằm ở vùng Tohoku nơi hẻo lánh, nơi không có cửa hàng và người dân chỉ có thể mua đồ ở một siêu thị hợp tác xã của các nông dân trong vùng hoặc cửa hàng ở thành phố trung tâm. Giáng sinh năm nay Ichiko trải qua tại quê nhà nhưng lại không có mẹ khiến cô rất hoài niệm những ngày còn nhỏ. Khi đó mẹ cô rất để ý tiểu tiết, không theo đạo nên bà không bao giờ ăn mừng vào ngày này nhưng sẽ làm bánh khi có khách đến. Vị khách ấy là một người đàn ông ngoại quốc mà cô không rõ quan hệ như thế nào với mẹ mình, chỉ nhớ ông là một người vui tính biết làm trò ảo thuật, nhà bóng từ miệng. Chiếc bánh ngày ấy hình chữ nhật có phủ kem ở ngoài, bên trong là hai lớp bánh xanh đỏ theo chiều dọc khiến cả cô và ông chú ngoại quốc rất ngạc nhiên không biết làm sao mà được. Mẹ cô nói màu đỏ là từ nước gạo đỏ, còn xanh là từ rau chân vịt, còn cách làm sao để chúng tách biệt theo chiều dọc như vậy thì vẫn là một ẩn số. Người đàn ông đó đến nhà cô khoảng 3 lần rồi thôi, cũng đồng nghĩa là không có chiếc bánh cho Giáng sinh nào nữa. Nghe Ichiko kể vậy, Yuta ngạc nhiên vì rõ ràng bản thân đã được ăn bánh vào một năm trước khi mẹ cô bỏ đi. Cậu còn nói bà ấy từng cho cậu mượn sách khiến cô cảm thán, thế mà lúc con gái định đọc thì bà lại bảo hãy tự tìm sách đi và cô đoán chắc là bà chỉ làm bánh khi có con trai đến nhà. Gạo đỏ rất khó trồng nên năm nay Ichigo đã trồng gạo đen và dùng nó thay cho nước gạo đỏ. Nước gạo đen đen xì nhưng khi trộn với đường cùng bột soda và bột mì, thêm với dầu tạo thành bột nhão thì chuyển sang màu tím. Cô cảm thấy màu tím khá hợp với vàng nên quyết định làm phần kia từ bí ngô. Cách giữ cho hai phần bánh cố định theo chiều dọc cô cũng đã khám phá ra. Đó là đổ bột làm từ gạo đen vào nửa khuôn rồi đổ bột bí ngô lên cho đầy và đem đi nướng. Khi bánh chín thì lấy ra lật ngược lại để nguội, sau đó lật bánh lần nữa để hai phần màu theo chiều dọc rồi phủ kem lên. Tuy màu sắc khác nhau nhưng hương vị vẫn rất thơm ngon khiến cả Yuta và Kiko tấm tắc khen ngon. Hôm nay Ichiko được thông báo đến thăm một gia đình đơn thân và người mẹ đã đưa cô món bánh bao nhân đậu đỏ. Khi bánh được mang lên thì cô con gái đã hỏi cô về món ăn yêu thích. Với câu hỏi này Ichiko không ngần ngại đáp ngay là món mochi đậu nành lên men, món ăn gắn với tuổi thơ những ngày hội làm mochi ở trường. Khi đó những đứa trẻ sẽ chuẩn bị phần đậu nành lên men còn người mẹ thì dã bánh mochi. Đậu nành được luộc nhừ sẽ đem bỏ vào một cái giỏ rơm cùng sợi rơm để tạo nhiều nhất rồi đưa cho những đứa trẻ đem đi chôn xuống tuyết. 3 ngày sau đậu nành lên men được đào lên, đem trộn với đường rồi cho vào đó là những miếng mochi nóng xé nhỏ vừa ấm vừa mềm khiến cô rất thích. Sau bao năm Ichiko vẫn yêu thích hương vị ấy nên đã chăm chỉ trồng lúa để vừa lấy gạo làm mochi vừa lấy rơm ủ đậu nành. Vào những ngày Komoji đầy tuyết thì người dân sẽ làm củ cải muối đông.
Chúng ta chỉ cần cắt đôi củ cải trắng rồi gọt vỏ bổ dọc thành từng lát, sau đó dùi lỗ để xỏ dây treo trước hiên nhà cho đông lạnh ngoài trời là xong. Khác với cách nhiều người làm, Ichiko nghe theo bác đưa thư không luộc củ cải trước mà để tươi đem phơi lên, nhưng thành phẩm thì không chê vào đâu được. Đem củ cải để đông lạnh ngoài trời vừa là cách bảo quản thực phẩm lâu, vừa tạo một thứ nguyên liệu không thể thiếu cho món hầm. Khi nấu chúng với cá trích khô, Ichiko đã dùng nước vo gạo ngâm cho ngấm mùi vị, sau đó bỏ thêm rau củ theo mùa, nhưng ngon nhất vẫn là nhân sâm và măng rừng. Thời gian phơi đông củ cải cũng là lúc người dân Komori hồi hộp chờ xuân đến. Hồng treo gió được làm từ mùa thu khi chúng còn xanh, món này chị em mê đã là thích lắm nè. Ichiko đã cùng kích cô hái chúng rồi gọt vỏ, sau đó đem treo dưới hiện nhà, đến khi chúng mềm thì có thể ăn được. Hồng khô có thể ăn trực tiếp lúc uống trà hoặc đem đi chế biến món ăn cũng rất ngon. Ichiko đã xách mỏng chúng rồi cho vào cùng củ cải ngâm giấm. Nó tạo thành một món ăn vặt với vị ngọt của giấm hòa quyện với hồng khô làm cho kích cô phải ngạc nhiên. Hai người vừa uống trà vừa ngắm nhìn tuyết rơi ngoài cửa. Họ cảm thán lạnh thì khổ nhưng lại có nhiều thứ không lạnh thì không thể làm được. Với Ichiko mà nói thì lạnh chính là một loại gia vị cần thiết cho tâm hồn mình. Ichiko nhớ những ngày ở thành phố phải tiết kiệm đến mức chỉ ăn mì gói qua ngày. Cô còn thử trồng cả rau trong ly mì ramen. Nữ chính kể với Kích cô về một đàn anh chỗ làm thêm, tuy rất gầy nhưng nhiệt tình và tốt bụng khiến cô có chút rung động. Thấy anh chỉ ăn bánh ngọt và uống vitamin, cô đã làm cơm nắm thêm chút củ cải ngâm cùng món trứng cuộn xịn của mẹ. Mỗi trưa họ hay ăn cùng nhau như vậy cho đến một hôm, cô nghe được có người theo đuổi anh, thế là tình yêu chưa được bày tỏ cứ như vậy kết thúc. Câu chuyện kết thúc cũng là lúc khoai lang nướng thơm phức ra lò. Nhìn hai cô gái vừa thổi vừa ăn khoai lang, tôi cảm thấy thật ấm áp trong khung cảnh tiết trời đông lạnh lẽo. Tự nhiên tôi cảm thấy thèm ghê, thèm cả cái cảm giác nơi quê nhà đã lâu chưa được về thăm. Với nữ chính thì đậu đỏ là thứ không thể thiếu vào mùa đông lạnh lẽo. Cô thường đem chúng trộn với mochi và hát to, nhưng lần này cô sẽ làm bánh nhân đậu đỏ. Đầu tiên là nhào bột mì cùng muối và bột nở, sau đó thêm chút nước nước rồi đem đi ủ trong 1 giờ. Khi bột nở, cô lấy ra cán mỏng và cho đậu đỏ vào làm nhân, tiếp đó đem chiên lên thì giống bánh rán, còn hấp thì trông giống bánh bao. Muốn đậu đỏ được mùa cũng thật đơn giản, đó là hãy gieo chúng mà không cần thêm phân bón, cũng chẳng cần quan tâm trời có đổ mưa hay không, mùa hè chúng sẽ nở hoa và mùa thu thì có thể thu hoạch được. Ichiko thường sẽ không nhịn được mà ăn hạt còn non, cô đem chúng luộc sơ nấu súp hoặc cho vào bánh nướng ăn cũng rất ngon. Cô thường sẽ thu hoạch chúng theo thứ tự từ vỏ màu nâu trước, và nếu để quá lâu thì chúng sẽ tự bóc hoặc gặp mưa còn có thể nảy mầm ngay trên cây. Người dân thường phải thu hoạch đậu đỏ sớm vì sợ bồ câu tấn công, và vườn của cô chưa bao giờ gặp phải cảnh này do cô rất siêng hái đậu. Đậu sau khi hái sẽ được đem phơi khô rồi đập dập để tách hạt, sau đó tiếp tục phơi. Việc Ichiko không thích nhất là phải ngồi tỉ mỉ lựa hạt lép đem vứt và chọn hạt giống cho mùa vụ sau. Việc ninh đậu đỏ cũng phức tạp không kém, đòi hỏi tính kiên nhẫn vì nếu cho đường vào sớm thì ninh mãi hạt cũng chẳng nhiều được. Nhìn trời phủ tuyết trắng xóa, Ichiko lại thèm món hát o. Món này bắt đầu từ việc nhào bột với nước đến khi rán lại thì để ngấu 2 tiếng, bột ngấu không đủ lâu thì hát to sẽ không giòn. Sau khi ủ đủ thì cô xé bột thành những miếng vừa ăn đem nấu với súp được làm từ cá mòi khô, thêm chút nấm cùng cà rốt, củ cải và ngưu bằng với khoai sọ, thiếu đậu đậu rán cùng rượu sách thì rất sai sót nha. Cuối cùng nêm thêm mirin và nước tương với gừng. Thông thường là như thế nhưng hôm nay Ichiko lại muốn trộn bột với cám lúa mì. Nhìn hỗn hợp cô cảm thấy quen quen cơ mà không biết đó là gì. Thôi cứ kệ, cô quyết định đi dạo trong khi chờ bột ngấu. Hôm qua Ichiko đã cãi nhau với Kích cô khi họ đang nói về bạn của cô ấy. Nữ chính cho bạn một vài lời khuyên rằng không phải cứ giúp là sẽ tốt cho người khác, thì bỗng Kích cô tức giận chất vấn Ichiko, cậu là ai mà lại tự đưa ra những lời nhận xét như vậy trong khi không biết rõ người này. Nhờ đến chuyện này, Ichiko vừa đi dạo vừa tự nghĩ rõ ràng bản thân, cô vì không thể đối mặt với mọi người nên mới bỏ trốn về Komori thì có tư cách gì khuyên người khác cơ chứ. Lúc quay về thì thấy Kích cô mang theo món cà ri đến để ăn cùng, cô xin lỗi chuyện đã nặng lời hôm qua và thế là hai người lại vui vẻ trở về bên nhau. Nhìn mớ bột mình đậu trước đó, Ichiko đột nhiên nhớ ra món chapati, thế là nữ chính đem bột đi cán mỏng rồi nướng lên. Nhìn chiếc bánh căng phồng trên bếp lửa khiến hai cô gái rất thích thú. Sau bữa ăn hai người cùng nhau đi nghịch tuyết, và trong lúc này Ichiko âm thầm quyết định ngày mai lại đi xúc tuyết, lại ăn món hát to nhưng là với súp như bình thường. Thấy sắp hết rau dự trữ, Ichiko lấy rau củ muối ra làm món ăn và đó chính là dương xỉ diều hâu, thứ mọc rất nhiều trên rừng. Sau khi đi hái về cô đem phần ăn ngay vùi qua cho, trần sơ rồi ngâm nước qua đêm cho bớt nhằng nhặng. Phần còn lại được cô đem muối mặn, đến khi ăn thì lấy ra ngâm nước, rửa sạch vị muối rồi luộc. Món này ăn kèm với nước tương hoặc cũng có thể dùng trong món hầm và súp. Đây là nguyên liệu có thể dùng được quanh năm nên Ichiko tự nhận thấy nó chẳng thể đủ cho mình. Cô cảm thấy bản thân là người lười biếng trong khi người dân Komori thì rất chăm chỉ. Vào ngày họp lãnh đạo vùng Komori, những người lớn tuổi kể về chuyện lúc khai sinh vùng đất này. Họ nói nơi đây lúc đó chỉ là một cánh rừng, dựa vào sức người đã biến nó thành một vùng đất có thể sinh sống sung túc như bây giờ. Các bố lão hồi tưởng ngày ấy không có máy móc gì,
tất cả đều chỉ dựa vào hai tay để trồng nên rau củ cùng ngũ cốc, họ chăm lo việc nhà và nuôi dạy con cái. Sau này có máy móc can thiệp thì con người trở nên ẩu hơn, thậm chí còn phát sinh nguy hiểm lúc sử dụng chúng do không cẩn thận. Iuta từng hỏi cô về ý định sau này ở Komoji, cậu nói rất khâm phục cô vì đã tự mình nỗ lực làm mọi thứ một mình, nhưng cũng nhận ra được rằng cô đang tránh né vấn đề chính của bản thân. Nghe những điều này, Ichiko lại rơi vào suy tư rằng khi mà Iuta đang cố gắng làm việc để sống tại Komori, còn những người già thì rất hưởng thụ tại đây, nhưng cô thì lại chọn nơi này để trốn tránh khiến bản thân cảm thấy thật buồn phiền. Trong những bức thư của mẹ, Ichiko biết được bà đang đi quanh, đi vòng nhưng lại không biết chính xác là ở đâu và với ai cả. Tối đó là một đêm bão tuyết và sáng ra bầu trời chia thành hai nửa, một đen xì còn một trong lành khiến cô cảm thán thật giống bản thân mình lúc này quá. Sau cơn bão, Komoji bỗng thay đổi với sự xuất hiện của mơ cùng mận với hoa anh đào và cây dại ăn được. Trên đường lên núi cao, Ichiko nhìn thấy Shinoke, thứ làm món ohitashi hay giúp món tempura tăng thêm mùi vị và nhiều loại rau hoa dại khác nữa. Sau một chuyến đi thì nữ chính cũng có được một nắm rau, từ đó cô đã nhúng chúng qua bột đem chiên giòn thành món tempura ngon ngọt. Lúc đang làm việc, Ichiko nhớ tới thời còn đi học, có lần tuyết rơi dày ở Komoji, cô đã hứa làm món miso ba ke cho Kiko và nhờ mẹ hái ba ke giúp trong khi mình đi học. Lúc cô trở về thì thấy mẹ đã làm luôn món miso ba ke ngon lành nhưng lại chẳng thấy bà đâu, cũng kể từ đó mẹ cô không còn quay trở lại. Đúng lúc này ông chủ quát tháo giúp mọi người làm việc nhanh lên khiến cô tức giận, cô thầm mắng ông ta chỉ làm mỗi việc này còn việc nhà thì để hết cho vợ, không bù cho cô phải tự mình làm hết mọi chuyện, cô cảm thấy rất tủi thân khi phải vừa kiếm tiền rồi vừa phải tự làm việc nhà chăm lo cho bản thân. Nghĩ đến đây Ichiko cảm thấy rất nhớ mẹ và tự hỏi, rốt cuộc mẹ có coi mình là người nhà không mà có thể bỏ đi như vậy. Hôm nay Ichiko phải dưới đất nhổ kỹ rễ mộc tạc nếu không chúng sẽ mọc rất nhanh gây ảnh hưởng đến mùa vụ. Cô cảm thấy sẽ rất phí nếu không nấu loại rễ này lên ăn vì chúng có rất nhiều trên đồng. Thế là cô phải ngồi hàng mấy tiếng đồng hồ để bóc vỏ. Điều này khiến vai đau nhức còn tay thì bị đen để đổi lại chỉ một bát nhỏ rễ mộc tạc xào chín. Đem so sánh giữa thời gian và công sức bỏ ra với thành quả này khiến Ichiko cảm thán, đây đúng là một món ăn thật xa xỉ mà. Khi cô nói những điều này cũng là lúc Iuta đang thay bóng đèn cho mình. Và sau khi nếm món rễ mộc tạc, cậu bảo chúng chính là điểm lành mà rừng núi mang lại lúc xuân sang, phải công nhận là nó khá ngon. Hôm nay Ichiko sẽ làm món mì xào với hành lá mọc quanh nhà, cung nụ cải thìa bị bỏ quên dưới lớp tiết và năm ngoái nay mới được vươn mình trổ bông. Đầu tiên cô đem nướng cá hồi trên than lửa đỏ và luộc cho sợi mì chín mềm. Phần nước sốt sẽ được làm từ hành lá đã xào qua với dầu rồi bỏ phần cá hồi nướng vào, cho thêm nước luộc mì là xong. Tiếp đó cô cho mì, thêm nụ cải vào phần sốt là được món mì ngon lành thưởng thức cùng Kiko. Cô bạn sau khi ăn miếng đầu tiên thì đề nghị sao không thay thế mì bằng khoai tây hẳn sẽ ngon hơn, nhưng Ichiko chỉ có thể tiếc nuối vì khoai tây đã mọc mầm hết rồi. Nhìn thấy bướm trắng bay làm Ichiko nhớ về lần ngồi cùng mẹ trên chuyến xe buýt. Lần đó mọi hành khách nhìn con bướm trắng với vẻ rất thưởng thức, nhưng khi nó bay tới gần mẹ của Ichiko, bà đã thẳng tay đập chết rồi ném ra cửa sổ khiến mọi hành khách phải nhìn bà bằng ánh mắt kỳ thị. Cũng từ lần đó mà Ichiko có một nỗi ám ảnh và trở nên khoan dung với bọn bướm trắng, dù rằng chúng gây hại cho rau một cách rất nghiêm trọng, nhưng nhân từ với bướm trắng là một chuyện, còn với sâu bướm thì lại là chuyện khác, Ichiko không chút do dự mà sẽ dẫm chết chúng ngay. Nhìn bắp cải cuộn tròn thành một khóm trông rất đẹp, đem nấu lên cũng rất ngon, chỉ cần rửa sạch chúng rồi thêm lá tía tô hoặc dầu ô liu và thêm chút muối thì Ichiko có thể ăn chúng trực tiếp một cách ngon lành. Phần lá phía ngoài thì dù luộc hay xào lên vẫn rất cứng, chỉ có thể cắt nhỏ làm tempura ăn rất giòn và ngọt. Điểm yếu của bắp cải chính là trời mưa, gặp mưa thì chúng sẽ bị vỡ ra chứ không cuộn tròn lại như bình thường nên cô rất sợ khi trồng gặp thời tiết xấu. Với một loại nguyên liệu ngon như thế này, Ichiko luôn muốn nghiên cứu ra một cách chế biến khác và cô đã quyết định làm bánh ngọt. Đầu tiên cô đem bắp cải xay nhuyễn rồi cho vào hỗn hợp bột mì có trứng, dầu thực vật thêm chút nước gừng để tăng hương vị và đem nướng lên. Nhìn chiếc bánh trong lò khiến cô cảm thấy rất có thành tựu. Nhưng khi ngửi mùi thì cô bỗng cảm thấy rất quen thuộc, đó chính là mùi vị của bánh xèo. Iuta còn muốn dùng nước sốt để ăn món bánh ngọt tự chế này của cô. Một trong những thứ Mochiko trồng đầu tiên vào mùa xuân là khoai tây. Trước mắt là nhân giống chúng ra, sau đó tỉa mầm và đợi đến khi thân lá úa thì có thể thu hoạch được. Chỉ cần luộc khoai tây lên, rắc thêm chút muối thì cô có thể ăn một cách ngon lành. Khoai tây còn có thể dùng làm món salad khai vị buổi sáng bằng cách trộn chung với tiêu, hành tây thái nhỏ và thêm sốt có dầu cùng một ít cải song hái bên mương. Ngoài ra cũng có thể làm bột nhão từ khoai tây nghiền rồi đem nướng lên thành món bánh mì khoai tây xốp mịn ngon ngọt. Tuy nhiên dù có cố gắng thế nào thì Ichiko cũng không thể làm bánh xốp như của mẹ. Mẹ cô từng nói đến năm cô 20 tuổi sẽ truyền cho cô bí quyết, nhưng trong lá thư để lại về các dự định của bà thì lại không có công thức đó. Dù vậy, Ichiko cũng có thể nghĩ ra một công thức cho riêng mình và tuy chúng không xốp nhưng vẫn rất ngon. Trong thư mẹ cô có viết mỗi lần xem xét tại sao mình lại vướng mắc vào chuyện gì đó, mẹ luôn thấy mình đi vào vết xe đổ của chính mình.
Dù đã đi được đoạn đường dài, mẹ vẫn thấy như mình đi vòng quanh và quay về điểm xuất phát. Khi quay lại điểm bắt đầu mẹ thấy chán nản, nhưng mẹ có kinh nghiệm nên dù thất bại hay thành công không thể nào vẫn dậm chân tại chỗ nhỉ, vậy đó không phải vòng tròn mà là vòng xoáy. Dù có vẻ như quay về chỗ cũ, chắc chắn mẹ đã di chuyển được một chút, mẹ từng thế là tốt hơn trước đây, không vì có lẽ con người là vòng xoáy của chính mình, đi đi lại lại cùng một chỗ, nhưng khi có chuyện gì đó, họ sẽ đi lên hay đi xuống, hay lại quay sang một bên. Vòng tròn mà mẹ vẽ to ra và nở rộng hơn, thế nên vòng xoáy cũng to ra, thì nghĩ vậy mẹ thấy mình có thể cố hơn nữa. Lần đầu đọc Ichiko không thể hiểu những gì mẹ cô muốn nói, nhưng giờ thì cô đã hiểu và quyết định sang năm không trồng khoai nữa. Mảnh vườn của cô được Kiko tiếp quản và giúp chăm sóc những gì cô đã lỡ trồng. Sự rời đi của cô khiến cả Iuta và Kiko đều rất bất ngờ. Trước giờ tính cô rất hay trần chứ như lần này lại đột ngột như thế. Nhiều năm về sau vào ngày Komoji tổ chức ngày hội của rừng nhỏ, tất cả mọi người lại quay về quây quần cùng nhau và Ichigo đã trở về với chồng của mình. Hình ảnh của Ichigo chính là những thanh niên vì mệt mỏi do lăn lộn ở thành phố. Họ luôn muốn tìm một chốn yên bình để lẩn tránh. Thế nhưng dù yên bình đến mấy thì bên trong họ vẫn luôn khao khát một lần nữa được quay trở lại để đối diện với hiện thực và chiến đấu cho tương lai. Như mẹ Ichigo đã nói, cho dù con người có đi theo vòng tròn thì dựa vào kinh nghiệm họ sẽ nới rộng vòng tròn ấy ra được.